Anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, anh Long. Không phải là Hà Linh Cha mà là anh Long. Và hai cánh của lúc này với Garnacho và Rodgers cũng đang thi đấu không tốt. Một sự lựa chọn thay thế có thể sẽ mang lại đột biến khi mà Anthony đã đi vào trong trận đấu gần nhất khi mà mình chẳng chán yêu luôn. Tiếp tục có một quả tạt nữa. Quan trọng với những pha bóng như này. William! Một lần nữa, suýt nữa đi vào khung thành của cầu thủ mà Odara đã ôm nỉ. Chúng ta xem lại pha bóng này. Đó là Lindelof vẫn phá bóng của Sonar Wissa đã có mặt rất nhanh để tung ra cú bắt bồ lầy. Bóng sượt cột dọc. Sượt cột dọc, mé ngoài cột dọc. Còn nếu như nó đi vào trong thì chúng ta không có cơ hội nào cho cầu thủ để cản phá nữa. May mắn tiếp tục đứng về đội bóng của chúng ta. Và bây giờ thì anh Long sẽ chuẩn bị được tung vào sân rồi. Và anh sẽ thay thế cho đồng chí Hoàng. Ok em ơi, vậy là anh Long đã...